Tê lắm nha, thoa lên một phát mà không cần cảm giác gì luôn. Xin chào mọi người, hôm nay Senora xin giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm là kem gây tê dùng cho phun xăm thẩm mỹ. Thì nó có tác dụng là gây tê trên bề mặt da và giúp cho cái quá trình phun xăm thẩm mỹ của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì những cái loại kem tê này có gì đặc biệt thì các bạn hãy cùng với Senora khám phá xem nhé. Thì mình xin nói đến dòng kem tê quốc dân, đó là kem TKTX. Thì riêng với dòng TKTX thì nó đã quá là phổ biến trong giới phun xăm rồi. Thì ngoài cái tính năng là có thể dùng cho mày mông mí thì TKTX cũng được sử dụng nhiều cho phun xăm nghệ thuật hoặc là xăm body. Thường thường thì cái này nó sẽ có hai loại, là loại TKTX xanh nó có nồng độ tê là 39% và nhẹ nhàng hơn một chút, đó là TKTX vàng. Cả hai đều có độ lưu tê là tầm khoảng 3 đến 4 giờ và thời gian ủ tê là từ 20 đến 25 phút. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến một dòng tê khác đang bán rất là chạy tại Senora hiện nay, đó chính là tê bò cạp. Tê bò cạp thì nó cũng đã quá là phổ biến hiện nay rồi. Với độ tê nó tầm khoảng từ 40% thì nó có rất là nhiều ứng dụng cho phun xăm mày môi mí, xăm nghệ thuật, xỏ khuyên hay là quá lông. Hiện tại thì tê bò cạp bên mình đang có cung cấp hai loại, đó là loại 1 và loại 2. Thì loại 2 nó sẽ có cái nồng độ tê nhẹ hơn một xíu và nó gây tê nhanh và mạnh hơn loại 1. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến một cái loại tê hồng và tê nốt râu. Thì thường thường đối với những cái khách hàng mà mình hay tư vấn thì khách hàng thường hay hỏi mình là tê nào là dùng cho môi hoặc là mí nhiều nhất. Thì mình chia sẻ luôn, đó là tất cả các loại tê kem hiện nay thì có thể đều dùng được cho mày môi mí. Tuy nhiên thì sẽ có hai cái loại mà bên mình bán rất là chạy cho môi mí, đó là tê hồng và tê red rose. Thì hai cái này nó đều có điểm chung là thành phần nó rất là an toàn, lành tính và dịu nhẹ cho da, đặc biệt là làm môi rất là êm. Thì hai cái này nó đều ủ tê trong tầm khoảng từ 20 đến 25 phút và thời gian lưu tê là tầm khoảng 3 đến 4 giờ. Tiếp theo thì mình sẽ nói tới cái lọ vàng vàng to to này nè mọi người. Đây, nó là tê kem Shikan có xuất xứ từ Hàn Quốc. Thì tê này được dùng rất là nhiều cho lăn kim nè, bắn laser nè, hoặc là bắn trẻ hóa da, bắn nám. Thì cái này thì nồng độ tê của nó cũng khá là nhẹ thôi, tầm 10,56%. Cái này thời gian ủ tê của nó là từ 30 phút và lưu tê là từ 1 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ nói tới hai tuyết trắng trắng này. Đây là dòng tê Romantic. Cái này thì nó cũng khá là phổ biến hiện nay rồi, dùng rất là đa dạng cho phun xăm nè, cho lăn kim. Và đặc biệt cái một điểm đặc biệt của dòng này, nó là không có gây kích ứng da hay là dị ứng, nó khá là an toàn và lành tính. Tiếp theo thì nó là dòng Cipro. Dòng này thì nó khá là bán chạy ở thị trường nước ngoài. Cái này nó đặc biệt thêm một cái nữa là có thể dùng được cho vết thương hở, nên là đa số là có thể dùng ngoài trường ngoài phun xăm thì nó còn có thể dùng cho phẫu thuật. Và tiếp sau đây đó chính là một cái sản phẩm đang rất là nổi hot hiện nay, đó chính là tê Nano Trans. Dòng này thì nó có độ tê lên đến 40%, cho nên là nó rất là được tin dùng trong các thẩm mỹ viện hoặc là trong các bệnh viện lớn. Thì có tác dụng là gây tê cho bệnh nhân khi phẫu thuật, hoặc là dùng cho lăn kim nè, bắn xóa xăm, phun xăm thẩm mỹ đều rất là ok. Dòng này ngoài ra là còn nói năng không với phun xăm môi, nhất là không bị cháy tê, không bị nóng, không bị cay và đặc biệt là không bị vật lỏng môi. Cho nên đây là một trong những cái dòng tê khá là nổi bật hiện nay. Và cuối cùng hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm của nhà Senora. Đó chính là phẩm tê đen và tê tím của thương hiệu CS Max đến từ Hàn Quốc. Đây là hai sản phẩm có thể nói là đang bán chạy nhất Senora hiện nay. Với tên gọi của nó, cả hai loại này thì nó đều có cái nồng độ tê rất là cao, lên đến 75%. Thì dành cho những ai mà không chịu được đau nhưng mà phun xăm á, thì đây chắc chắn là sản phẩm dành cho bạn. Riêng với sản phẩm tê tím này á, thì ngoài chức năng là dùng cho phun xăm mày môi mí nè, xăm thẩm mỹ, thì bạn có thể dùng nó cho đốt nốt ruồi hoặc là mụn thịt rất là ok. Cả hai nó đều có thời gian ủ tê là tầm 15 đến 20 phút và thời gian lưu tê là tầm 3 đến 4 giờ. Ủ tê là một cái bước rất là quan trọng trong quá trình phun xăm thẩm mỹ và phun xăm nghệ thuật. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả những cái dòng tê kem mà Senora đang cung cấp. Thì qua cái video này của mình cũng mong là các bạn sẽ bổ sung cho mình một lượng kiến thức nhất định trong cái việc chọn tê phù hợp với bản thân và khách hàng của mình. Thì hiện tại tất cả những cái sản phẩm này đang có sẵn hàng tại Senora với mức giá vô cùng hấp dẫn, hàng cam kết 100% cho các bạn khi mà mua hàng tại Senora. Xin chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sản phẩm kế tới của Senora nhé.